Xin chào, tôi là Nam Sito, đạo diễn và nhà sản xuất của Gái Già Lắm Chiêu. Tôi là đạo diễn Bảo Nhân đến từ Matchit Picture. Tôi là Lê Khanh. Tôi là Hồng Vân. Tôi là Katie Nguyễn. Tôi là Lê Hữu Khương, diễn viên của Gái Già Lắm Chiêu. Tôi là Đỗ Mạnh Cường, là giám đốc thời trang của phim Gái Già Lắm Chiêu. Tôi là Bảo Nam, là art director của phim Gái Già Lắm Chiêu. Concept chủ đề năm nay cũng là về kiến trúc Pháp, về một lối sống phương Tây nhưng vẫn mang dấu ấn Việt, cũng như là những cái thú sưu tập đồ cổ. Thì chúng tôi đã lựa chọn hai cộng sự đồng hành cùng chúng tôi. Thứ nhất là nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường trong vai trò giám đốc thời trang. Đây là lần đầu tiên mà tôi nhận lời tham gia một bộ phim điện ảnh. Lý do đơn thuần không phải là vì mối quan hệ lâu năm với hai đạo diễn, mà thực sự tôi rất bị thu hút bởi câu chuyện của bộ phim. Và đặc biệt rằng là lối sống cũng như là cái phong cách của những người phụ nữ ở trong phim mang đậm chất Pháp. Đây là những người phụ nữ trí thức, thượng lưu, có cái phong cách thời trang rất là tinh tế, sang trọng. Và đó cũng là phong cách đặc trưng của Đỗ Mạnh Cường xưa này. Và thứ hai là vị trí Art Director được giao cho anh Bảo Nam, là chủ của thương hiệu Peony Home. Tôi đã tham gia thiết kế rất là nhiều dự án du thuyền hoặc là khách sạn 5 sao, triệu đô. Nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi tham gia cho một cái bộ phim. Thực sự đây là một cái trải nghiệm rất là đáng nhớ trong cái quá trình làm việc của tôi. Một cuộc đời vương giả không đồng nghĩa với những cuộc tình êm ái. Sự lộng lẫy xa hoa đôi khi ẩn chứa những cơn bão táp rình rập níu chân phượng mạng. Yếu lòng một giây, cả đời gãy cánh đấy. Ngay từ bộ phim Gái Già Lắm Chiêu phần 3 thì chúng tôi đã đưa ra cái khái niệm first look. Đây là một trong những cách làm mới của ekip chúng tôi. Thay vì diễn viên hay là mọi người đợi đến khi quay phim thì mới biết được câu chuyện thực sự của mình như thế nào và bối cảnh thực sự như thế nào, thì chúng tôi tạo ra một first look để làm cho diễn viên có một cái niềm cảm hứng mới. Và đó là cũng là một cái cách để diễn viên đi sâu vào nhân vật một cách nhanh nhất. Đây là bộ phim đầu tiên mà các diễn viên đều được đi quay first look. Ở Việt Nam rất là hiếm điều đó, nó rất là quốc tế luôn. First look khác với lại teaser hay trailer thì nó sẽ mang đến những cái ấn tượng đầu tiên về bộ phim, cụ thể là về bối cảnh hay là diễn viên. Mình có thể có thời gian nhập vào nhân vật cũng như là hiểu được cái bối cảnh của mình như thế nào trước ngày bấm máy. Đó là điều rất là quan trọng và rất là hiếm. Chỉ có thể là nghệ thuật và chỉ có thể là Gái Già Lắm Chiêu tôi mới được trải nghiệm cái điều không dám mơ ước này. Cấm cung cũng như một ván cờ, nơi nhà vua với quyền lực tối thượng và hoàng hậu với sức mạnh vô song. Ngựa xe dũng mãnh chẳng thể nào san phẳng mọi đường ngang, lối dọc. Với bộ phim lần này, chúng tôi đưa ra được phong cách giàu có, xa hoa, vương giả, cũng như là giới thiệu về hai nữ diễn viên chính đầu tiên của phim. Với phân lúc của Gái Già Lắm Chiêu, bên cạnh giới thiệu về dàn diễn viên chính của dự án này, chúng tôi còn đặc biệt muốn giới thiệu đến bối cảnh chính của bộ phim, đó là Huế. Sự quay trở lại lần này của Gái Già Lắm Chiêu là một sự trở lại mang tính hứng khởi và thú vị của cả một ekip, bởi chúng tôi đã cùng một dàn diễn viên vừa mới vừa cũ quy tụ với những ekip hàng đầu của Việt Nam để trở lại Huế, đem đến cho Huế những hơi thở mới lạ, những sự sáng tạo và những điều tôi nghĩ là rất là thú vị và tuyệt vời. Để tìm một cái bối cảnh có kiến trúc kiểu Pháp mà thể hiện cả bề dày văn hóa, cả câu chuyện cũng như cả cuộc sống của tất cả những người phụ nữ đều thể hiện ở đấy để đưa vào bộ phim không phải là dễ dàng. Chúng tôi đã có suốt một tháng ròng rã, rong ruổi tất cả các địa danh nổi tiếng nhất của Việt Nam. Chúng tôi cũng đã tìm được rất nhiều những bối cảnh đẹp. Tuy nhiên là những bối cảnh đó thì không có hết được đầy đủ những thứ mà chúng tôi mong muốn. Và linh cảm đã dẫn dắt chúng tôi quay trở lại Huế, cung An Định trở thành bối cảnh chính của Gái Già Lắm Chiêu. Chúng tôi cảm thấy rất bất ngờ vì
như là mình tìm lại được những cái thứ mình đã mong muốn từ rất lâu rồi. Gặp thời á, một tốt cũng thành công thôi à. Chỉ cần kiên trì, mãi mãi kiên trì. Vâng, tôi không tin là đến ngày hôm nay tôi được sống trong ngôi nhà của các đấng thiêng liêng trong lịch sử Việt Nam đã từng sống. Và cái đó chính là cái mà cảm xúc nó thiêng liêng và lay động nhất. Gái Già Lắm Chiêu, một dự án mới mẻ, thú vị, quy tụ một dàn diễn viên tài năng cùng một ekip hàng đầu. Dường như là tất cả những người mà giỏi nhất của Việt Nam về làm đẹp là tập trung ở Gái Già Lắm Chiêu. Đây là lần đầu tiên Khương được tham gia một bộ phim điện ảnh, cũng là một dự án điện ảnh rất là lớn và rất là hoành tráng. Khi thì cảm thấy khi thì rất là may mắn và cơ hội chỉ có một lần trong đời thôi. Chúng tôi tâm nguyện rằng chúng tôi sẽ sáng tạo hết sức mình với một cái sự trân trọng nhất của một người nghệ sĩ để lại tiếp tục xây dựng nên một ấn tượng mới, đẹp đẽ, sâu sắc. Hy vọng sẽ mang tới một món ăn tinh thần thật là hấp dẫn cho quý vị trong dịp Tết 2021. Trân trọng tình cảm của quý vị đã dành cho chúng tôi rất nhiều. Xin cảm ơn. Đêm mưa xuân đầu tiên.